Mấy bạn kêu bọn mình vẽ tranh cát nữa kìa. Mỗi ý tưởng anh chỉ làm từ 1 đến 2 clip thôi. Bọn mình không có khiêu vẽ mà các bạn kêu vẽ hoài hà. Vậy là mấy anh này dở hơn em rồi. Em vẽ hơi bị đẹp đó. Đúng là tranh đẹp, tranh đẹp. Chào các bạn nha. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ và xem video này thì ngày càng mạnh khỏe. Bởi vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Và nếu các bạn đã thành tâm muốn bọn mình làm họa sĩ thì bọn mình không đáp lại thì nó cũng thiếu tôn trọng quá. Vì thế cả team bọn mình ngày hôm nay sẽ quyết định làm ra một cái thử thách. Ta nói nó phải là cũng phải đỉnh cao mới làm. Đó là vẽ tranh trên tường. Vẽ tranh trên tường là sao ta? Bởi vậy người ta nói thiếu kiến thức, học hoài đâu có giỏi nổi. Em nói mày biết suy nghĩ. Lớp 6 này anh học loại trung bình á, chứ không phải dạng tay bở đâu nha. Vì thế mà bọn mình đã chuẩn bị mua sẵn sơn rồi để mà sơn tường. Đây, cầm cái này đi, đi vô trong kia. Cái này là cái thùng B để sơn tường nha các bạn. Bọn mình sẽ sơn ở đây. Đây chính là thùng sơn B 5kg. Nó khá là nặng luôn nha, nó nhỏ chứ nó nặng lắm. 4 đứa em một nhóm. 4 bạn nữ một nhóm là hợp lý rồi. 3 đứa em một nhóm. 3 bạn nam một nhóm, vậy 3 bạn còn lại. Ủa đi tiểu phát đâu? Dạ không, đừng cho nó vô. Mấy cái đội này không biết trân trọng nhân tài. Thôi phát thôi, đã chạy đi. Phát, có thật là em biết vẽ không phát? Thôi phát về đội tôi à. Hồi nãy sao không cho thằng phát vô, giờ đòi nó qua. Thôi cho thằng phát vô đội làm những chuyện lặt vặt. Các bạn vẽ trên giấy thì nó dễ lắm, nhưng mà vẽ trên tường thì nó là một quá trình nghệ thuật. Bữa một là phải đánh giấy nhám. Cầm phát cho mỗi bạn một tờ giấy nhám, mấy em phải chà cái tường nè cho nó mịn lại. Rồi bụi bẩn gì đó nó rớt xuống hết. Chà đi. Nói chứ cũng phải cẩn thận chút xíu, hiểu không? Dạ, cảm ơn. Cầm đeo vô để thôi bụi nó bay vô, mình hít vô phổi nó không tốt. Cảm ơn nha. Đeo không chút nào. Chà nãy giờ đâu có bụi bao nhiêu đâu, cũng đeo khẩu trang vô cho ngọt nữa. Bước 1 là làm cho bức tường nó láng, bước 2 là sơn B. Cài dách tường xong, giờ cho con Quynh Đệ ăn cái. Quynh Đệ ơi. Anh Vinh ơi, cứu em anh Vinh ơi. Trời ơi, nó cắn cái quần của thằng Ngáo nữa rồi. Quynh Đệ. Quynh Đệ. Thôi. Có cái đuôi nó nhìn thấy mắc ghét kìa chứ. 5 minutes later. Bọn mình mua cây lulo để lăn ba nha bạn. Đây em ba cây lulo giống vậy nè. Đây. Mấy cây này người ta gọi là cây gì anh Vinh? Này người ta gọi là cây lulo. Mình không biết thì mình đi là tiệm mình mua, mình nói là cây lăng bê, người ta vẫn bán cho mình cây này thôi. Đây, xé ra. Đừng xả rác tùm lum nha, bỏ vô sụp rác á. Dạ. À cưng bỏ đi. Cầm. Đây là cái thùng bê của mình. Mình sẽ lăn thử cho bạn xem nha. Nhúng nhẹ xuống khắp. Đây. Lăn là lăn từ trên lăn xuống nha. Từ ngoài lăn vào, từ trên lăn xuống. Quá dễ, quá dễ. Giờ mình sẽ chà lên cho đều nha các bạn. Mới đây hết thùng sơn này lẹ dữ trời. Cái bạn mới đầu cái bạn lăn mạnh mạnh á, rồi khúc sau cái bạn lăn nhẹ nhẹ không thôi. Nó có mấy cái lần này nè các bạn. Mấy cái lỗ này cái lưu lô lăn vô không có được, nên lấy ngón tay á quét sơn vô. Các bạn có lăn sơn á, các bạn nhớ đội nón vô với mặc cái áo nào cũ cũ á, không thôi nó bị dính sơn tùm lum hết nghe các bạn, với cái đầu nữa nè. Giờ mình rửa mấy cây lu lô rồi chờ khoảng 1 tiếng cho lớp tường nó khô nha các bạn. Mình sơn nhiều lớp á nó mới mịn nghe các bạn. 3 days later. Chào các bạn nha, từ lúc mà team bọn mình quét sơn lên cái vách tường này tới bây giờ đây là cái ngày thứ 3 luôn, thề. Bởi vì sao? Vì sao? Không trời mưa bão hoài luôn, các bạn nhìn nó trôi sơn cái vách tường mình luôn rồi đây nè. Đó, mưa, đây, nó bèo nhèo cái vách tường luôn. Cứ thể sơn lên một cái mưa xuống là bắt đầu nó trôi. Quay phim mà gặp mưa bão như thế này, một tháng chưa ra được một tập nữa. Trời, vách tường ướt nhẹp luôn nè anh Vinh, tính sao giờ? Chấm nhẹ vô như thế này nè mấy đứa. Chứ cưng đừng có cà nha, cưng mà cà lên cà xuống là nó chốc luôn sơn, hiểu không? Trời trời, cái tường nó ướt nè các bạn ơi. Chấm cho đã xong rồi mưa xuống là coi như phí công sức hết. Tường ẩm cho sơn trơn luôn các bạn. Ở trên đây màu xám nè, ở dưới đây màu trắng. Chấm xong rồi chắc bọn mình sẽ quét sơn lên một lớp nữa nha các bạn. Cái khúc này còn sơn lại không anh Vinh? Cái khúc này đâu dễ đâu mà quét của anh kia chấm. Lấy cây lưu lô nhúng vô làm tiếp. Đây.
tường nó ẩm á bạn, lăn khó dính thiệt tình chứ. Cái chỗ nào bị bay màu á bọn mình sẽ tô lại nghe bạn, như chỗ này nè. Bởi vì mỗi nhân vật mà mình vẽ lên tường á, cái hộp nó nhiều nhiêu nè, phải không? Mình xài có một chút xíu đó, còn cái phần còn lại dư rất là nhiều luôn. Đây, để sắp tới mình sẽ ra thêm nhiều cái tập phim giống giống như vậy nè, vẽ như vậy nè, để mình xài cho nó hết. Còn đây là mấy cái chén để mà mình pha màu, trộn màu với nhau á, để cho các đội quét lên tường. Run. Mưa rồi các bạn ơi. Mưa rồi. Mưa nữa rồi. Ôi trời 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 trời. À lấy ni lông trải ra dựng lên trên này đi. Ôi chán ghê luôn á, thời tiết kiểu này quay mấy cái clip ngoài trời là coi như thất bại luôn. Dựng lên. Cao cao lên, dựng lên, tại vì mình mới sơn các bạn mà, giờ nếu mà để không khéo nó sẽ bị tróc sơn xuống. Mưa quá trời luôn các bạn ơi, lấy tấm ni lông này che bức tường lại. Được chưa? Ok đó, mưa lớn cũng không có ướt tường đâu. Rồi xong. Mưa hoài anh Vinh tức, anh Vinh làm cái máy che ở trên nè các bạn. Miếng bại ở trên nè. Chứ đợi chừng nào mới hết bão. Không, còn đây là cái máy sấy. Bạn nhìn nè. Cái tường nó ướt các bạn, cho nên lấy máy sấy. Còn ấm. Ghê chưa? Sấy vô. Mở quán làm ăn mà gặp thời tiết như vậy thì dẹp tiệm luôn. Ghim cái đèn lên cho ánh sáng nó đầy đủ cái nè. Trời ơi, mưa mấy ngày trời không có nắng, mới làm mấy chi mưa, dọn nắng. Ngay từ đầu mình tính là cho cả ba đội, là mỗi đội vẽ trên một cái bức tường như thế này đây. Bạn thấy không, tô ở trên rồi nè, nhưng mà không nghĩ tới mưa bão tới liên tục luôn. Vì thế mà bây giờ là cái kèo mình phải thay đổi thôi, là cả ba đội sẽ vẽ chung trên một cái tường. Chủ đề lần này là nhân vật yêu thích của bạn trong bộ phim hoạt hình One Piece. Em thích con Luffy nhất anh Vinh. Thích Luffy thì đội này sẽ vẽ Luffy nha. Yeah, bọn em là Zogo. Vậy còn thì vẽ Zogo. Còn em vẽ Nami. Nami thì đội này sẽ vẽ Nami. Bước 1 là lấy giấy chì phát khảo trên tường. Lão anh phát khảo sai rồi sao? Phát khảo sai á, đừng lấy gum boy, bởi vì á chút mình quét màu lên thì nó che luôn rồi. Đợi em quyết định, chọn tấm hình này vẽ nè. Tấm hình này dễ vẽ lắm các bạn. Bọn mình chọn tấm ảnh này nha. Zogo đang ngủ dễ vẽ nè. Đúng rồi đó. Bọn mình sẽ chọn Nami để vẽ. Cái hình Nami bằng bộ đồ kimono này dễ hơn nè. Mình vẽ Nami nè. Giờ mình vẽ Luffy nha. Mình vẽ Zogo nha. Mình đang vẽ cái vành nón của thằng Luffy nè. Thằng Luffy này dễ. Mình đang phát thảo gương mặt của Nami nè. Vẽ giỏi lắm, giỏi lắm. Sư phụ vẽ đẹp thì vô vẽ đi. Sư phụ vẽ đẹp rồi, vẽ chi cho tốn công, để dành cho mấy đệ tử thực hành. Hồi nãy cái mặt Nami này mình vẽ hơi bị bự rồi, qua đây vẽ nhỏ hơn. Đứa cao không chịu vẽ đâu, đưa đứa lùn vẽ. Vẽ cho. Thế là xong. Chưa có xong đâu, mấy chi tiết dễ thì thằng Vũ Thanh nó vẽ, còn mấy chi tiết khó thì mình vẽ nha các bạn. Tao thấy thằng Vũ Thanh nó vẽ xong trơn rồi, còn chi tiết khó nào đâu. Chơi. Còn thiếu hai cái núm vú. Vậy mới gọi là xong nè. Anh làm gì anh ngáo, đợi của mình anh không vẽ mà anh qua hỗ trợ đợi của người ta là sao? Đố mình vẽ xong nãy giờ, anh kêu mấy cưng lên màu chưa? Luffy này cái nón nó màu vàng, lấy màu vàng ra. Luffy này tóc màu đen, lấy màu đen. Áo nó màu đỏ, lấy màu đỏ luôn. Màu vàng nè, màu đen nè, màu đỏ nè, màu trắng nè. Còn cái màu da người kiếm đâu ra bây giờ? Lấy ít màu đỏ với ít màu vàng trộn thật là nhiều màu trắng vô ra thành màu da người. Màu này ta gọi là màu vàng nghệ. Đợi mình lúc nào cũng dễ biết hết á. Em vẽ con mình là mấy chị không giúp em là lần nhanh. Không phải là mấy chị không muốn giúp, mà là mấy chị không có khiếu vẽ. Mà Lilith này các bạn pha với nước mới tô được nha. Mình đi pha màu cho người nè. Xong, mặc dù không giống lắm nhưng mà mình đã cố gắng hết sức rồi. Giờ bọn mình sẽ đi pha màu luôn nha. Rồi Luffy này pha màu xong chưa? Xong rồi, đây Luffy cho ta pha màu với. Zogo này tóc màu xanh lá cây nha, còn bong bóng là màu xanh da trời, còn cái kiếm là màu tím đen. Rồi để vô nè. Mấy cái màu vẽ này các bạn phải pha với nước không thôi là tốn có được nha các bạn, tại nó đặc sệt lên nè. Đậu nước chưa?
Màu trắng pha dưới xanh dương là sẽ ra màu xanh da trời nha. Đây. Giờ bọn mình lên màu luôn phải nha mọi người. Đầu tiên là tô cái áo trước, màu đỏ. Tô qua chuẩn lên nha. Các bạn cẩn thận nha, màu này dính vô áo và không ra đâu. Đội nào có ngáo là đội đó. Đội thằng nhỏ này vô duyên thì các bạn ơi. Vẽ tranh trên tường này, vật phía sau là phải tô trước, vật phía trước là phải tô sau. Ủa, vật phía sau tô trước, vật phía trước tô sau là sao vậy? Mày thấy cây kiếm này không? Thấy. Nó nằm ở phía sau đầu của thằng Hugo á, là tô trước. À hiểu rồi, giờ mình tô đi. Chưa gì hết mà thấy đẹp rồi đó. Tiết kiệm thời gian, đại vô tô bóng bóng coi. Lấy tô tôi nhanh lên. Tiếp theo là màu da người nè. Giờ tô cái mặt của con Luffy. Biết rồi. Thằng Luffy nè, màu da người nhiều dữ ta. Tên mình là tô màu da người của con Nami trước. Lem lút tùm lum, Luffy là cái nhân vật phải nói là dễ dễ nhất. Thì quả tiết quá đơn giản, cái hàm răng cái muốn hết nửa cái mặt rồi, bạn thấy không? Còn ở đây là Zoro, là team của bạn Ai Ngọc, Vũ Thanh. Phải nói là Ai Ngọc và Vũ Thanh là hai bạn của nó dễ khéo nhất trong team của mình đấy. Còn cái đội mà cùi bắp nhất chính là đội của bạn các bạn gái nè. Đây, cụ chuối dữ lắm, hồi sớm tới giờ luôn, pha màu cũng chậm nè, vẽ Nami cũng chậm nè, vẽ cái mặt Nami cũng bị sai luôn rồi bắt đầu mới dời qua phía bên này. Thấy vậy chứ bọn em tô màu xong rồi đẹp lắm. Mỗi lần thay màu là phải rửa cọ nè. Chút xíu nữa bọn mình mới khoác lên mấy cái muối bụng nha bạn. Vẽ trên tường này là tô nhiều lớp màu lắm. Tí xíu là mấy cái đường với chì này bị màu chồng lớn chân hà. Thế là xong. Mấy chị làm gì mà nhìn em ghê vậy? Cái chán chị dính màu kìa. Dính đâu còn không lông, chị còn nói nữa. Hết chín màu trắng rồi đó. Bây giờ nó còn dữ hơn hồi nãy nữa. Cuối cùng là cái chán của mình dính màu gì vậy hả các bạn? Cái áo của con Nami này phức tạp quá nên mình chuyển sang màu vàng cho nó đơn giản. Đây chính là vết tích của mưa bão đây. Nó làm ẩm chất tường, lem màu xuống hết trơn luôn. Trong khi đó hai đội này sắp xong rồi. Trời ơi, cái đội của mình với đội Luffy á các bạn, bị lem màu mà cái đội của con gái á nó không bị gì hết. Dễ xấu mà, cho nên ông trời ổng thương à. Bây giờ mình phải support cho mấy em ở đây, tô lại cho nó lẹ lẹ, chứ để cho mấy em làm biết chừng nào mới xong. Luffy ngày hôm qua đẹp lắm, mà ngày hôm nay tơi bời trơn rồi. Bây giờ phải lăn lại mấy chỗ này nó bị lem màu trơn các bạn ơi. Bên Luffy của tụi mình á, lem lút rồi lơ hết rồi. Giờ lăn lại. Cũng hơi là tụi mình dễ dở cho nên đỡ tất. Mưa bão hoài hà. Giờ phải quét cái tóc của con Yogo lại nè. Gắng làm lên 30 phút nữa là xong con Luffy rồi. Tô trên tường này nè, màu trắng là màu quan trọng nhất nha mọi người. Bởi vì nó có chức năng như là cục gươm gì đó. Nó bị lem quá trời luôn nè. Nhưng mà sao con Nami lại chưa vẽ mắt vậy? Để màu nó khô mới vẽ trồng đen lên được. Con mắt thì là ok rồi đó. Thế là xong, đội của mình xong sớm nhất. Đội bên đây làm xong từ sớm tới giờ mà chưa khoe nè. Ai biểu đội ông làm xong trước mà không khoe làm chi? Người ta đâu có biết đâu. Đợi anh gái xong chưa vậy? Bọn em làm xong rồi đã chấm điểm luôn đi anh Vinh ơi. Quá trời mệt rồi. Bọn mình dẹp màu trước khi chấm điểm nha các bạn. Rồi xong đó, giờ vô chấm điểm nè. Cả ba đội này ở đây,
đội nào cũng có sự hỗ trợ của mình hết, chứ không thể nào mà các em tuổi nhỏ như thế này mà có thể vẽ một cái bức tranh hoàn hảo như thế này được. Đầu tiên là đội của bạn Đại Mập Vũ Thanh là vẽ Ronaldo. Bạn nhìn thấy không? Rất là đẳng cấp. Đẳng cấp từng cái gương mặt nè, nét mặt, lỗ tai, miệng, lưỡi, vết sẹo trên ngực đó. Tuy nhiên thì đội này mình trừ bạn ấy một điểm. Đó chính là cái điểm mà bạn để ý đây. Cái bong bóng, cái lỗ mũi thở ra hợp lý không? Đúng rồi trời, cái bong bóng phải sát cái lỗ mũi chứ sao sát cái gò má được. Đó chính là cái điểm trừ duy nhất ở trong bức ảnh này. Trừ bạn 2 điểm là còn lại 8 điểm. Yeah! Tới Monkey D. Luffy. Cái con Monkey D. Luffy này á, nhìn gần thì nó còn đỡ đỡ, chứ mà nhìn xa giống như là mấy em bé mà lớp mầm chồi lá xé mấy cái giấy màu và dán lên vậy đó các bạn. Nhìn nó cũng bự lắm. Còn để mình coi còn điểm trừ nào nữa không nha. Cái con Luffy của em không có nhược điểm nào đâu mà để anh tìm cho nó mệt. Nhưng mà cho hỏi là con Luffy nó có mấy ngón tay vậy hả? 5 ngón chứ nhiều anh Vinh. Vậy mà tại sao anh thấy bàn tay bên này nó tới 6 ngón vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chết rồi, ai vẽ cái tay thằng Luffy vậy? Thôi xong rồi các bạn ơi, mình vẽ cái tay của thằng Luffy mà mình tưởng đâu vẽ cái tay của mình không à. What the hell, hành ngáo thì đúng là ngáo thiệt. Bức tranh này lúc nãy mình giúp đỡ quá nhiều cái phần gương mặt, cho nên là trừ 2 điểm là còn 8. Và bạn Thành Ngáo vẽ dư một cái ngón tay là trừ 1 điểm nữa là còn lại 7 điểm. Yeah! 7 điểm cũng được rồi. Bức tranh cuối cùng. Sâu quá. Ý là anh Vinh giúp đỡ mà vẽ vẫn không nên thân. Lần này chung team với mấy chị này không biết vẽ gì hết. Chưa từng xem phim One Piece thì sẽ chẳng có bao giờ nhìn vào đây mà biết đây chính là hình của Nami cả. Bởi vì cái gương mặt nó không có giống. Đúng không các em? Đúng. Cho nên là chấm khuyến khích 5 điểm. Trời ơi trời, tức thiệt chứ. Tức cái gì mà tức, ngay từ đầu là biết thua rồi. Giải nhất sẽ cho 1 triệu. Giải nhì sẽ cho 500 ngàn. Và giải ba cho khuyến khích 200 ngàn thôi, tự chia đi nha. Ủa sao bóp của anh có 15-20 triệu mà giờ sao anh không làm clip giải nhất được 10 triệu, giải nhì được 5 triệu, giải ba được 2-3 triệu đi. Làm clip xong lấy lại giống như mấy youtuber khác vậy đó. Thánh thần ở mấy cái thanh danh đó để làm cái gì? Vậy cho nó quay phong lẫm liệt, sao nhìn vô cái anh sang chảnh người ta mới đăng ký kênh nhiều. Mình làm cái gì á, đối xử làm sao tự mình hiểu rõ. Tự các em ở đây và gia đình của các em ở đây hiểu rõ. Chứ các bạn ở ngoài các bạn coi clip á, các bạn đừng có vào các bạn phán xét chúng tôi như thế này như thế nọ. Các bạn hiểu không? Cũng chính vì á, các thành phần như các bạn đó đó, cho nên mới giúp cho cái nước Việt Nam của mình á, nó lọt vào top 5 quốc gia có nền văn minh mạng kém nhất quả đất. Cam. Cảm ơn anh Vinh. Cảm ơn Vinh. Rồi giải nhì đây. Em. Cảm ơn chia Vinh. Nha. Giải ba hả? Ta nói thôi đi khuyến khích. Nghe không? 200 ngàn hả? Mỗi đứa 50 ngàn tự chia nhau ra nha. Cảm ơn Vinh. Ok, và cuối cùng bộ mình cũng đã hoàn thành xong cái video này rồi. Phải nói đây là một cái video rất là bá đạo. Rồi bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye.